Hi, the map screen mobile mean the home dot pram check for more ink, chemo and resolution dot pi. We mean refresh red dot the PA size of her. Some rap storage mobile kitchen bump pet lang dot chip of head arm dot two. That mean the home pram right up each chicken by. Hi, some put small mobile kitchen patch a pay one mount. Chang yang yang big two clone mobile by my dog. Some map data of pram maybe chim or there die MSI got two lang. I mean ring strap die aluminum and strong and my dog. Chemo young chip of head metal pop. Hi, hi. Hộp về bao viết cứ chỉ là này để dân mua tất cả khi dân khơi chủng đáng đại dân ai vậy ha chỉ rút lên mua giả xa mà import hai bên xa xa import đại nhân ai đã comment tới can đôi chỉ sơ sơ đôi chỉ là vừa cao phi bị phù tha vì mưa tới viên tôi như số đã tam khôn này chắc á hai bên xa mang dịch phần tay và gì bị cầm lặng bao viết cứ cọp làm nó đôi thì bom bom mang khơi như khi nông video này chắc hộp về là bao viết tuần đại ní mình mến chỉ chuẩn mực giả rõ và bao viết like tôi chú với nhưng kết ha we can là thứ ai laptop mà nó về can tặng móm vì mình nghĩ ở bên cạnh bạn bạch ban là nghĩ nè bộ tha hộ dùng được bỏ laptop cho nó và sân bảo vì răng bị kìa chân vì là thứ ai dương chặt nó bạch bạn rồi gì hai gì mẹ từng muốn bảo vệ vẫn cứ ở đâu đi cái lâu tí phần nắng nhưng cái tháp biết đa ứng tàng số tàng ra tầm khán vì từng ngữ tiệt hay như tôi hỏi là nã bàn ra chạy đó biết cứ chỉ vào hết o chỉ bị bệnh lái để vì ai thôi cả đô po tam này cảm thấy bạn vì mình cầm liệt cái bàn lo mình đèn nhưng cái tháp vì lo sao vậy khỏi bây giờ nhắm tay hai còn là tha vì mình tại nam khi cho phần nắng ảnh ai cái răng bao viết nhưng mà mình chạy nó thằng lư hai ấy vì mình dùng hôm đọc ram chạy với mỗi ính cho mỗi lần là bươn refresh rate đọc tới bìa sai tập hợp tại biết thời ban para para đai về chạy về chia prison vậy tới cứ bị lo xem game mình chọn xem đẹp po rồi lấy cái răng bao viết chứ nè tại vì hiện bảo vệ prison bảo vệ cho mỗi nhà design tích yeah. Còn tham bảo sân diện nè đã còn do tôi hiện nè là do tôi thuê can ở phi có tục lên game cái đồ chơi càng làm sao mình xem xe nhiều xe cam tôi sẽ là tôi lấy phép vốn yeah. Cái đó mới cứ the best ngay trong hiện hàng quay mới biết thời bàn bè lang để run sạc thamó ở chuẩn nguồn muối run USB budget P Gen 2 chỉ một hết Type C chuẩn nguồn muối nhưng run USB thông mà nào một hết budget P ở Gen 2 ở chuẩn nguồn muối nhưng run dot cam budget gram mi là mặt chuẩn nguồn muối hai miếng lương ở đây sẽ phải chạy bị ca sạc thamó tiếp họ trong này em nếu này càng đang là biết mình run USB budget P Gen 2 chuẩn nguồn muối run Type C chuẩn nguồn muối tiết nhưng run display port chỉ một hết HDMI muối tiết nhóm play phép này tặng anh ta laptop này dương ai bật để cron về ban đó tới mà rồi phải chấp được rồi lại bên mình run bằng chân cho nơi khẳng khóng chìa bập hết bụi riêng xâm bọc mống dạ ở bởi đài xâm khăn lúc laptop đi thời bán ở phát đói wifi xịt chẳng bóng phôn mạnh đáng cái này đã có phập hẻ bập hết laptop xâm mẹp để ta đọc ram đi ở dương ngọt trang mạch thầy phải đối lượng tạp shop tới căn wifi phổ biệt chắc bàn chân ngay mình đến hay vì mình là bươn lươn hàng Việt hai ca khóc khuẩn từ lớp thông này dựa trang mạch bảo rõ mị dựa miên MSI Center một tiết nè là có ban phở phè cho mùi nằm lọt hoa bó MSI cái đầu chỉ ban mơ bí dấu đi dụ để nhóm còn lòng mà ban đơn ấy kì MSI gọi đai chào tí cho mùi nằm software MSI Center cạp tay từ lớp thông này cho mùi nằm game thông thống cứ bây giờ tua ban phần tụ đo từ cái xâm buồn và cất tứ vì phở phè chưa hết em đi tại vì ai bệnh thiệp cho mùi nằm laptop đại bằng phẹ đại bằng phép bộ Intel Core i7 cho nó tích đọc nâng bộ phép GPU RTX 3 chất bàn đại khóc nê bà 2 dịp hẹm tức đọc bằng tụ tạp bằng nó dạ mùi này cứ Red Dead Redemption bởi này màn khuyên xếp chẳng cứ vì tụ bằng tụ để nhóm màn phép môn nắng cứ việc cuộc phố xóa mai chẳng cả tay tư lưu game ở trang bài nhập vào hai nhập vào này khi chia bằng tụ màu cho bạch bạch tạm đoàn nhưng nhóm có ai tựa ban cho mỗi bằng tụ để tăng cho mỗi game hôm không đi chọn được tiết đôi chìa chị ấy đôi chìa phô giá giờ
អញ្ចឹងថានៅក្នុងកម្រិត high setting ទៅ ultra គឺ frame rate គឺអត់ក្រោម50ទេចាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាវាគឺជា laptop មួយដែលវាអាចខ្លាំងបានទាំងដែលមានរូបរាងតូចច្រឡឹងសោះហើយសមត្ថភាពរបស់វាគឺយើងស្មើដល់ទេចឹងនៅនេះប្រកាសតែចង់ឡើងតម្លៃរបស់វាទៅអត់អញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃ laptop MSI Data 15 Advantage Edition នេះអ្នកនរអាចធ្វើការស្វែងរកជាវតាមបណ្ដាហាងកុំព្យូទ័រផ្សេងៗដែលមានដៃគូសហការជាមួយអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន MSI នៅក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ1699 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺតម្លៃប៉ុណ្ណេះគឺស័ក្តិសមសម្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសនិងពិចារណាបានយ៉ាហើយអាចមើលវីដេអូខ្ញុំទៅមានកន្លែងណាដែលអត់យល់អីអាចធ្វើការ request មកសួរខ្ញុំបានបើសិនជាមានចំណាអារម្មណ៍ចង់ជួយចង់អីចឹងណាព្រោះខ្ញុំពេញចិត្តនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតណាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងវីដេអូមានចំណុចខ្វះខាតណាមួយខ្ញុំក៏សូមទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាវីដេអូយើងផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា